Ôi, hello cả nhà. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bởi vì đã mấy mươi năm nay rồi, cứ vào cái ngày 5 tháng 9 là cái ngày mà khai giảng của toàn quốc. Thì sáng nay thì em thấy sau khi đưa con đi học xong, em vào quán cà phê thì cái trường đối diện là một trường cấp 3 và các cái em học sinh họ làm lễ xong rồi qua uống cà phê, chắc có lẽ là học học buổi chiều. Thì em nhìn thấy thì mình cũng nhớ lại cách đây cũng gần 20 năm em đã ra trường, thì mình cũng có một chút nào đó nhớ về những cái kỷ niệm rất là đẹp, và có lẽ mấy anh em cũng vậy, đúng không? Một cái ngày rất là đặc biệt ha. Thôi, tâm sự một chút thế đủ rồi. Rồi, hôm nay ngày 5 tháng 9, có 5 chiếc mới về, em sẽ lên luôn. Cái chiếc Guinness Paris này là em đã bán khá là nhiều rồi, chắc cũng khoảng 6-7 chiếc. Và chiếc nào cũng rất là chất cũng như là đồ mới rất là đẹp. Nhưng mà những cái chiếc mà nó có màu demi vàng như vậy thì lại khá là ít. Hôm trước thì em có một chiếc, và hôm nay em lại có thêm một chiếc nữa. Hay. Cái con này là kim cọc là màu vàng hồng nè, niềng là niềng vàng, còn dây là dây demi vàng. Chiếc hôm trước á, thì là viền vàng nhưng mà dây demi vàng hồng. Nhiều khi nó phối màu cũng hay hay. Các cái kim ở trong thì cũng đều là kim nhỏ, cũng là màu vàng hồng nè, cọc số màu vàng hồng. Chiếc này thì có dạ quang ở hai cái kim giờ, giờ kim phút và các đầu cọc số nha cả nhà. Điền thì xoay nhẹ nhàng, nó không có cái giòn, chính vì vậy mà nó không có kêu tắc tắc. Thì đó là cái đặc trưng của cái dòng Guinness này. Những cái chiếc cũ cũng vậy, không có chiếc nào mà xoay tanh tách cả. Rồi, tổng thể thì còn rất là đẹp. Có một số vết xước ở bên bên vỏ viền nè, nhưng mà là cũng không có đáng kể gì ha. Dây thì cũng có vết xước mà, và tổng thể chung thì cái nước màu mạ vàng BVD này thực sự rất là bền. Chính vì vậy mà anh em có thể yên tâm là mình sử dụng nó khác với những cái nước mạ vàng của những cái dòng đồng hồ thời trang hoặc là các cái dòng đời xưa á, mà cái lớp mạ vàng của nó tới bây giờ thì nếu mà đã qua sử dụng thì nó cũng đã phai màu đi khá là nhiều. Chiếc này á, nếu như anh em soi kỹ á, thì sẽ thấy có vết xước, những cái vết xước ở trên đây nè. Nhưng mà nếu như anh em đeo trên tay mà nhìn xa xa một chút thì đảm bảo là những cái nước mạ của nó còn rất là mới. Ví dụ như anh em mà nhìn qua video thì làm sao mà anh em thấy những cái vết xước nó được, trong khi là nó cũng còn khá là ok ha, khá là bóng bẩy mới mẻ. Rồi, ok, chiếc này thì ôi rồi con này cái thước đo sai đâu ta, chắc mua thêm cây nữa. Con này thì em nghĩ size là 43, những cái chiếc cũ thì cũng vậy, size 43, chưa tính đấm. Chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là 1450 nha. 1450, bởi vì cái chiếc này thì nó không có, nó có nhiều cái vết vết xước, những cái vết xước lông mèo, nó không có được mới bằng cái chiếc hôm nọ. Rồi, ok, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp nha. Nó nhiều khi là do cái mắt nhìn của em nó kỹ hơn, chứ em để ý thấy em có tham khảo qua ở nhiều kênh á, thì em thấy trầy xước cũng nhiều lắm. Nói chung là hàng cũ mà được như vậy thì cũng đẹp lắm rồi. Rồi, cái này quên đi chứ, để ghi mã. Con này là demi, con này là của Pháp đi. Rồi, 1450 dạ. Rồi, một chiếc thứ hai nè. Đây là một chiếc đồng hồ nó khá là hay ho nha. Con này sử dụng máy Nhật và
Con này sử dụng bí mật và cái form của nó kiểu giống như phi công vậy đó, nó nhìn nó khá là hay hay. Con này nó có một cái điểm dở, đó là nó lại không có dạ quang. Em đã có test qua rồi. Thời tiết rất là nắng nóng, em phơi nắng nửa tiếng mà vô thì không thấy dạ quang đây. Đúng là lừa đảo thiệt cái chứ. Núm của nó có khắc logo thương hiệu chữ S này. S là ship, Z blue gì đây. Con này sử dụng máy Nhật nha anh em. Máy pin Miyota của Nhật. Đây. Và đây Japan Movement này. Form này thì rất là nhìn nó khá là chững chạc và cũng hay. Con này có một cái điểm hay đó là nó không có kim dây nha. Anh em để ý là hiện tại là cây kim dài này đang đứng, bởi vì nó là cây kim dây của bộ thể thao. Còn cây kim màu gốc 9 giờ này lại là cây kim phút của bộ thể thao. Hai cây kim này sẽ là kim giờ và kim phút của bộ đồng hồ chính. Em bấm gốc 2 giờ thì nó chạy nè. Bấm đứng nè. Reset và mo nè. Ok chưa? Như vậy là chiếc này là 4 kim nhưng mà không có kim dây. Nó sẽ gồm hai cây kim của bộ đồng hồ chính và kim dây kim phút của bộ thể thao. Thiết kế thì có một lịch lọc hướng 6 giờ, nói chung là cũng khá là hài hòa. Con này thì là size 42 nha anh em, 42 43, nhưng mà con này cũng dễ lên tay lắm do nó kiểu mỏng á. Chắc là size cả 43 đó, 43 đó anh em. Dây khóa thì đã thay mới ha. Rồi, con này em để cho mấy anh em giá là 850. Đây, một chiếc siêu phẩm nè. Đẹp chưa? Con này nếu như anh em nhìn kỹ thì sẽ thấy hai bên hông của nó sẽ có cái vét nè. Có nghĩa là cái mặt kính của nó rất là dày. Và ở hai bên và ở phía dưới nữa nó đều có vét bên trong. Nhưng mà nó lại có một cái lớp viền vàng ở trong nè. Lớp vàng vàng nè. Bên đây cũng có nó nè. Nó rất là đặc biệt ha. Con này thì cái chất thép của nó bắt sáng rất là tốt. Cái thương hiệu này thì chắc anh em cũng không còn lạ lẫm gì khi mà mình xem các cái kênh mà quay sản phẩm á, thì cái dòng quay red này là sử dụng máy của Seiko. Và cái ông quay red này thiết kế đồng hồ rất là đẹp. Đây, cụ thể như chiếc này nè. Chiếc này không những đẹp mà còn ít gặp nữa. Thường những cái chiếc mà mặt vuông của thằng Juarez á, anh em sẽ ít gặp cái mẫu vuông này. Thường là những cái mẫu vuông nó đơn giản hơn, nó không có bắt mắt bằng cái chiếc này. Đó là em nói sự thật chứ không phải sản phẩm em nói vậy. Con này tính ra 7 kim á nha, tại vì góc 6 giờ nó có tới 2 kim nè. Cây kim góc 9 giờ sẽ là kim dây của bộ đồng hồ chính. Kim góc 12 giờ là kim 1 phần 10 giây của bộ thể thao. Cây kim dài là cây kim dây của bộ thể thao. Và ở góc 6 giờ sẽ là kim giờ và kim phút của bộ thể thao. Ngoài ra còn có lịch góc 3 giờ. Nói chung cái chiếc này theo như em nhìn thấy thì đây là một cái thiết kế rất là hài hòa, cân đối. Nhưng mà nó lại nhìn nó rất là nó có vẻ rất là sang nha. Hay chắc là do nó to. Rồi. Ok. Con này size tương đương cỡ khoảng tương đương khoảng 40 tròn nha anh em, 40 41 á. Đây, thì những cái form đó như tay em đeo thì nó dôi ra một tí xíu nè, nhưng mà rất là dễ đeo. Cái form này thì dễ đeo vô cùng. Dây là em đã thay mới một cái sợi dây mới khá là tốt. Ở đây là khó khó linh kiện nhưng mà là khó xịn luôn nè. Em khó khó đúc nha, khó đúc và nó có hai màu nè. Nói chung là cái khó này
Em cũng lựa cho một cái khó rất là đẹp, tương xứng với cái giá trị của sản phẩm. Rồi ok. Chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là, con này sẽ để cho mấy anh em giá là 1250 đi. Rồi vuông, vuông 7 kim rồi, giá tốt ha. Đấy, chúc mừng khai giảng năm học mới đi. Tiếp theo sẽ là một chiếc Seiko 5 quân đội, nhưng mà cái bản này thì size nó chỉ có khoảng 37 thôi. Những cái dòng Seiko 5 mà hồi xưa á, thì size của nó chỉ khoảng 37, 38, và chiếc này nó có một cái chiếc này là núm ở góc 4 giờ. Đấy nè. Hai. Anh em yên tâm là những cái dòng này thì chưa có hàng phay nha. Riêng cái thằng Seiko 5 mà 7S26 mà núm góc 4 giờ này thì trên thị trường nó không có hàng phay. Mặt còn rất là đẹp, và con này kim và cọc số dạ quang rất là sáng nha anh em. Đó, lịch ngày thứ tiện lợi luôn. Con này thì dây zin, dây khó zin toàn bộ và độ mới cũng khá là cao. Đó. Lâu lâu về anh em cơ Seiko 5 cũng vui vui. Không biết các anh nào để ý không? Ok, chiếc này để cho mấy anh em giá là 1350. Seiko 5 giờ giá còn rẻ hơn cả pin. Đây là một em siêu phẩm cuối cùng nè. Citizen XC. Đây là một cái dòng mà gọi là, nó là kiểu phân khúc đời cao của Citizen á. Và con này không những mình thích ở cái form dáng của nó, mà còn về bộ kim nè, bộ kim rất là sắc nét. Đây. Hiện tại lịch thì đang ở vị trí giữa số 5 và số 6, có nghĩa là nó lịch nó chưa được chuẩn lắm, nhưng mà hiện tại thì theo cái thời gian này thì đây là số 5 này, chuẩn bị nó chuyển sang ngày 6 này. Nó có cái ô lịch cười ở góc 6 giờ này. Cái chiếc này á, nó có hay ở chỗ đó là dây khó nguyên zin toàn bộ nha, khó bướm luôn nè. Đó. Rất là hiếm nha, rất là hiếm một chiếc Citizen mà dòng Eco mà sử dụng khó bướm như vậy á. Nếu như mấy anh em xem nhiều kênh khác á, anh em sẽ để ý rất là hiếm gặp một chiếc Citizen XC mà sử dụng khó bướm. Đây, cái thông số của nó nè, nhìn nhiều chữ vậy là xịn. Theo như kinh nghiệm ở Việt Nam thì ham to mà chữ nhiều thì là xịn. Đó. Một bài văn điểm cao á, đâu có bài nào mà ít chữ đó, đâu có bài mà nào mà ngắn đâu. Hàng nội địa Nhật nè, đây là mã máy nè, H412 nè. Đó. Citizen Watch Corporation, Radio Control, Duret gì đó. Kính selfie nha. Đây, con này nè. Hình như con này là kính selfie đó anh em, để em tìm nữa coi nó có cái chữ kính selfie ở đây không. Không biết có không nhưng mà thấy không có rồi đó. Đó, rồi, dây nguyên zin nha. Đây, dây nó có dập chữ này, Citizen nè, đó, nó hơi cũ nhưng mà vẫn là vẫn vẫn có thể thấy được đó, Citizen. Đục dây cái xấu nè. Genuine Crocodile. Đó. Một chiếc zin toàn bộ, form thì form này là form rất là thích và hiện tại thì đang chạy đúng giờ. Ngày thì nó có hơi lệch một chút, thì cái này dễ lắm, anh em sử dụng app á, ở bên kênh Lê Kim Anh có hướng dẫn đó. Mình sử dụng app điện thoại để mình reset nó về chuẩn giờ thực tế. Và cái chiếc này á, em bao pin cho mấy anh em nha, pin con này rất là khỏe, anh em cứ yên tâm.
cái gì cho riêng con này em bao pin. Con này size tương đương khoảng 30 đó. Ê, trời ơi, tay em mang là đúng chuẩn luôn. Con này size cỡ 38 39 tròn. Một cái form rất là dễ đeo ha. Rồi, con này em sẽ để cho máy nem giá là 1350 nha. Rồi, 1350. Trưa nay em lên 5 chiếc như vậy. Rồi, cảm ơn em.